Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Và mình là Angel đây. Hiện tại thì mình đang đứng ở bên resort, đại khái là khu nghỉ dưỡng á. Ok, hôm nay mình sẽ đi săn bóng sáu với mọi người. Mấy con cá khổng lồ rất là đẹp luôn và câu rất là đã. Cho nên là mình quyết định sẽ dành ra một buổi để mà săn. Không biết mọi người câu được bao nhiêu bóng sáo rồi ha. Nếu mọi người có bóng sáo rồi thì comment ở dưới cho mình xin vé với nha. Rồi bây giờ chuẩn bị đồ và đi câu thôi. Để mà câu thành công những cái bóng sáo to chập bá khổng lồ đó thì mình phải ra ngoài khơi, ra biển sâu nha mọi người. Và chắc chắn rồi cần phải mua thuyền nha. Có rất là nhiều thuyền và giá của nó cũng hơi cao á mọi người, 30k tiền sao lận. Nếu bạn nào mà chưa đủ tiền thì cố gắng câu cá, bán cá rồi lấy tiền mua thuyền nha. Phải đứng trên thuyền mình mới câu được mọi người ạ. Và sau đó là một cái cần câu chuyên dụng nữa. Ở trong ngay tại khu resort này có bán cần câu luôn. Đây, ba cái cần đầu tiên luôn, dành cho câu cá khổng lồ. Có thông số hết á, các bạn có thể đọc nha. Cũng khá là rẻ cho nên là dễ mua mà. Còn nếu có tiền thì mua cần 30 kim cương cũng được. Tại vì cần 30 kim cương nó có tăng 30% sức mạnh á, có nghĩa là mọi người sẽ ít bị đứt dây hơn. Ừ, mua cần này cũng ngon nè. Xong hết rồi thì chúng ta lên thuyền, chạy thẳng ra ngoài khơi nha. Để ý cái chỗ có hố xanh nè, các bạn chạy thẳng qua luôn. Chạy đến cuối map khi nào mà cái thuyền chúng ta mà nó bị khựng lại á mọi người, là lúc đó mọi người dừng thuyền lại là câu nha. Cùng nhau băng qua bao đại dương, cùng nhau băng qua bao con đường. Đấy, kiểu nó gì đó mọi người. Giờ cứ chạy, tốc độ bao nhiêu là chạy hết bấy nhiêu nha. Ok, đến khúc này thì nó không cho thuyền mình chạy nữa nè mọi người, thấy không? Đó, đẩy có được đâu, lạng qua lạng lại đó. Ok, móc cần ra và câu thôi. Đứng ở trong kia vẫn được, nhưng mà mình thích đứng ngoài đây vậy nè, nó dễ lên bóng sáo hơn mọi người. Sau một thời gian cấm câu thì mình đã thấy được một cái bóng sáo rồi nha. Thấy vậy thôi chứ rung dữ lắm, rung. Trời ơi, nó nhấp tới đâu là tim mình đập mạnh tới đó luôn á. Theo quan điểm săn cá của mình á, là mình sẽ lọc bóng nha mọi người. Cho nên là không bao giờ gắn mồi. Tại vì khi gắn mồi á là mình phải câu từng bóng. Chứ mình lọc một bóng là mất một mồi. Trời ơi, đứng chế tác biết bao nhiêu mồi á mà bỏ bóng chịu gì nổi. Nên là khi nãy mình không hướng dẫn mọi người chế tác mồi ha. Còn bạn nào muốn vừa câu vừa kiếm tiền thì có thể gắn mồi vô nha. Ý, nó cắn. Lúc này phải bình tĩnh nha mọi người. Để con cá nó kéo bình thường đi, đừng có nhấp gì tầm bậy hết á. Mắt của mình nhìn thẳng vào con cá luôn. Đợi khi nào mà nó kéo đi nổi bọt lên, đấy, là mình nhấp tay vào đây nha. Nhấp một lần thôi rồi buông ra, cứ nhìn thẳng vào con cá tiếp nữa. Một tí nữa nó sẽ nổi bọt nữa nha mọi người. Câu một con như là nó kéo rất là nhiều lần luôn. Nó quần mình lâu lắm. Cho nên là các bạn phải bình tĩnh. Nhớ là phải nhanh tay nha. Nổi bọt là mình nhấp vô liền luôn. Không chậm nữa là con cá nó chạy mất á. Uầy, con cá này nó kéo xa ơi là xa luôn mọi người thấy không. Cái dây câu mình đi tuốt xa luôn á. Nói chuyện vậy thôi chứ hả, mặt mày xanh lét hết rồi nè, tay chân cũng đơ luôn á, cái ngón tay cái thì hả giống như là đóng băng luôn á mọi người. Sao lâu vậy trời, có khi nào đứt dây không ta ơi, đứt dây cái tôi cắn lưỡi luôn á. Lên đi. Trời ơi, cuối cùng cũng lên. Cá voi si. Kéo lâu vậy mà sao nó không lên vương miệng ta? Mình tưởng vương miệng không á. Ok, tiếp nữa nè. Tại vì mình lọc bóng á, cho nên là khi nào lên cái bóng 6 mình mới bấm quay cho mọi người xem thôi. Cái bóng thứ hai là ban đêm nha. Khó nhìn lắm luôn. Nó mờ căm mà ha. Nhìn bóng cá. Ui. Giật mọi người ạ. Rồi, vẫn tiếp tục như hồi nãy ha. Tập trung nhìn vô cái bóng cá thôi. Khi nào nó có bọt trắng lên thì mình bấm nhấp cần nha. Vẫn y chang như bóng hồi nãy thôi. Ban đêm thì nó hơi khó nhìn tí mọi người ha. Ban ngày nãy rõ lắm luôn á. Trời đất ơi, bà kia lên bóng thiệt hay phách vậy. Án tầm nhìn quá mọi người ơi, cái này dễ lộn lắm nè. Để mình tập trung nè. Căng mắt ra nhìn vô cái bóng, tập trung. Nó hiện màu trắng lên là bấm nhấp cần liền. Con này hơi ghê nha. Mỗi lần nó kéo là nó kéo hai cái liên tục không à mọi người ạ. Trời ơi, mình rung á. Bấm bằng cái tay quíu luôn á. Ý,
Căng thẳng quá nên cái tay bấm nhầm á mọi người. Cái cần nó màu đỏ vậy đó là mình sắp bị đứt rồi đó. Mình bấm sai một lần nữa là đứt dây đó nha. Sợ quá. Từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh. Cố lên. Lên đi. Lâu quá trời rồi. Cố lên. Bình tĩnh nha. Yeah. Wow. Cá mập khổng lồ Megalodon vương miện. Trời ơi, con cá này hiếm lắm nè mọi người. Quá trời quá đất sướng luôn. Không uổng công nãy giờ căng cơ mắt, rồng cơ tay, tim muốn rớt ra ngoài luôn. Cuối cùng nó lên con vương miện. Trời ơi, nó sướng. Chơi bài gì nữa? Ông Louis, ông đang cay á mọi người. Tại vì ông cũng đang săn mà không có á. Công nhận nhân phẩm của mình ghê thiệt. Con cá mập này đã hiếm rồi, mình còn lên cả được vương miện nữa chứ. Nó to dã man luôn, coi nè. Cầm nó mình mất tiêu luôn mọi người. Leo Louis. Bây giờ kiếm được con cá xịn rồi, mình đi khịa thôi. Cầu chi nữa mọi người. Đấy. Cắt đây. Nhất là ông Louis, mình phải khịa ổng. Tại vì ổng chưa có nha mọi người. Trời ơi, mấy bữa mình không có cá bóng sáo ha. Ổng cứ móc ra, ổng khịa mình miết thôi. Thôi, anh xin em á. Cắt đi. Cất sao được mà cất. Cho anh chừa cái tội. Có cá trước người ta cái bắt đầu khịa. Con cá mập Megalodon này là xịn sò nhất luôn nha mọi người. Nó có thể ăn thịt con cá voi luôn. Nói chung con cá mập này là trùm trong các loài cá nha. Ai cũng có, chỉ có Louis không có. Không phải không có, mà câu chưa lên thôi. Ok, câu chưa lên thì cũng là chưa có mà. Bày đặt nữa. Hơn cá này không? Không biết có hơn hay không nữa. Nhưng mà đứng cạnh cái không thấy con cá của anh đâu luôn á. Ui, con cá của mình nhỏ cm hơn kìa mọi người. Ôi, có 1578cm. Nhỏ tẹo. Ủa, sao của anh lớn hơn mà nhìn bé tí vậy? Anh cũng chả biết. Thôi em cất đi. Ăn nỉ đi rồi cất. Chứ không cất đâu. Không cất nha. Anh phải câu cho bằng được. Giỏi. Ok, chơi mà giỏi. Tối nay câu, không có thì tới sáng. Phải lên 2 con. Không, phải 3 con. Đem ra khịa lại cho trường. Nhìn mặt anh có đang vui không? Thôi không trêu nữa. Trời ơi, cay cứu kìa. Ok, và vừa rồi là một ngày săn cá của mình. Nói chung là hôm nay săn cá nhân phẩm cao ha. Lên được một con hiếm luôn mọi người ạ. Cách mua thuyền, địa điểm câu và cần câu mình đã chỉ mọi người ở đầu clip rồi đó. Và cả cách câu cá nữa. Nếu có gì không hiểu mọi người để lại bình luận mình sẽ trả lời cho nha. Rồi, chúc mọi người câu thành công được một con cá to để đi khịa bạn bè giống mình nè. Còn bây giờ thì hết clip rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Android Official nha. Bye bye mọi người.